Rồi chiều hôm nay cặp em cập nhật clip, hai clip nha anh chị, hai bộ mẹ con. Thì bộ này là bố xin đó ôm được kem tầm 1 tháng rưỡi tuổi dễ. Thì bò con hiện dạng bao uống, bò mẹ thì 4 vú đều căng sữa, qua đen thui cậy đuôi lớn đó. Thì do điều kiện cũng thiếu người chăm sóc nên cỏ nẻ cũng ăn rơm thường nên cũng hơi ốm anh chị ơi, hơi ốm xíu, nhưng mà ôm con mát sữa nha anh chị. Mẹ thì giữa lưng tầm 1m26-1m27 anh chị ơi, thì chiều cao xương khu thì tầm 1m3 đó. Thì 4 vú đều bao đầu lú nghiêm chỉnh đó, bộ mẹ con được kem đó. Thì anh chị nào có điều kiện thì bắt hai bộ về nuôi phát triển kinh tế anh chị ơi. Đó thì bộ thứ hai đẻ con lứa hai luôn đó. Thì bộ này thì bao lòi lú nghiêm chỉnh nha anh chị, con là con cái kem đó. Bộ lứa hai bộ lứa đầu anh chơi, cái kem là lứa đầu tiên đó. Con cái kem đó anh chơi, con cái kem cũng tầm 1 tháng rưỡi tuổi anh chơi. Thì hai con đực con cái bằng đồng trạng đồng lứa. Thì con mẹ này tơ để lứa đầu đúng dạo 4 vú đều anh chơi, qua đen thui đuôi duy như như cây chổi luôn đó. Thì hai bộ bò thì anh chị nào có điều kiện bắt hai bộ thì giá cả thì liên hệ em đó. Thì cũng giá cũng cực kỳ hợp lý anh chị ơi, hai bộ bò có giá 55 triệu nha anh chị. Anh chị gần xa thích thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để cho hình đó. Thì mua từng bộ bộ thì liên hệ em, còn bắt một bộ thì và hai bộ thì bớt 1 triệu tiền xe anh chị ơi. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trên màn hình, giá quá hợp lý anh chị ơi.